đây là đường Nguyễn Thị Nhỏ nha. Đó, cái đường mà nó cắt ngang qua là đường Hải Thượng Lãn Ông với lại Nguyễn Thị Nhỏ, là ở phía bên trái nè, ngay cái chỗ mà đường Quang Tử á, là nó bán đậu phộng luộc rất là nhiều luôn. Ai muốn mua đậu phộng luộc á thì cứ ra đây mua. Lâu rồi mình cũng không biết bao nhiêu tiền nửa ký nữa, chắc cũng 30-35 ngàn gì á nửa ký á. Đó, còn đây là chợ nè, bến xe buýt chợ lớn ở phía bên tay phải luôn. Ở đây là chợ gì, đây là chợ lớn hả hay chợ gì, chắc là chợ lớn á. Nó bán trái cây nhiều lắm, người ta bán trái cây quá trời luôn, đủ giá hết trơn. Thanh long 10 ngàn ký cũng rẻ, có nhiều sạp nó bán hết nha, nhưng mà mình phải lựa, quan trọng là mình phải lựa, mình phải xem là chỗ nào mà nó bán rẻ, chỗ nào mà nó bán mắc mới được. Tại vì kẹt cái xe hàng luôn, thua. Có mấy quầy sạp bên cái kỳ xe cứng nhắc luôn. Cái đường tắt ngang đó là cái đường xóm voi, xóm voi. Cái xe bốn thịt nướng nè, phía bên này nè bán dọc dọc dài dài, bán trái cây quá trời luôn, sôi giòn ngọt gì bơ sáp 20 ngàn ký, rồi mận cherry 35 ngàn ký, chôm trái bìa Tiền Giang nhãn quá trời luôn, giờ tới mùa nhãn nè, chôm chôm 40 ngàn ký, sâm chê, ủa có sâm chê luôn ta, giờ có sâm chê luôn. Sâm chê người ta kêu là lòng mất á, sâm chê là lòng mất á, bánh đồ Huế này kêu. Chạy ra ngoài đây chạy tốt ở dưới này là cũng gần hết chợ rồi ha. Nè bé xe buýt chợ lớn nè, có một cái chợ mà không biết kêu là chợ gì, nho Mỹ không hạt 20 ngàn nửa ký, nho Mỹ không hạt cũng có rẻ vậy. Đây là bé xe chợ lớn, bé xe buýt chợ lớn. Bán khoai lang, khoai tây, khoai tây, đủ các loại khoai luôn, kính thôi các loại khoai. Sau đó thì gà, đây là bán gà, bán tôm, đồ khô. Mấy cái đồ khô giống như là miếng khô, rồi bún khô, rồi bún gạo, kêu là mấy cái đồ khô. Quẹo qua bên đây cũng là chợ nữa, đá chợ lớn. Bên này thì họ bán gà, gà sống, vịt sống, cá trời luôn, một đống gà luôn. Mấy con bé nó người Campuchia nó đi bán cái số gì á, đó là cái chợ này á. Có con chó kìa. Này thì bởi bánh bột lọc nè, có con bé nó người Campuchia nó nhỏ xíu à, tay nó ly nước rồi nó đi bán vé số tại nghiệp ghê. Xài có hòa lọc nè, cam sàn, cam sàn mà tưởng học sàn, xài nó xài có hòa lọc nhiều lắm, cũng bán cũng nhiều ghê, chợ này bự dễ sợ. Đó sorry nè, sorry giòn ngọt khuyến mãi, mua 10 ký tặng ký vải 16 ngàn ký nha, sorry họ bán 16 ngàn ký rồi.
rồi bán vé số quá trời luôn, đi dọc dọc chợ quá trời người bán vé số luôn. Tội nghiệp. Khoai mỡ tím dẻo 15 trăm một ký lô. Bán đậu phộng luộc nè, ai ăn đậu phộng không? Trưa mới nhiều người bán, là buổi sáng chỉ có 2 xe à. Buổi trưa bán nhiều lắm luôn, quá trời người bán đậu phộng luộc. Đó, hết chợ lẻ rồi á. Mà đậu phộng luộc á là không biết là mấy người đó luôn rồi có bỏ hàng, có bỏ muối diêm hay là bỏ diêm gì vô hay không, không biết. Đậu phộng luộc á nó cũng lâu lắm. Đó, hết chợ lẻ rồi nha. Mình chuẩn bị mình sẽ rẽ phải sang đường Nguyễn Trãi.